Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. First is Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Camber Van Speech. Play, let's go. Đây là một tựa game đỗ xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Traffic Reader. Let's go. Vẫn chưa mở được cái đó. Ok, level 12 mới mở đâu. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ tư, Fresh Extreme. Let's go.
Oh my god. Review rushing. Okay, so Sierra rushing high.
OK, tiếp tục nào. Need for speed, most wanted.
tiếp tục nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Thank you.
chiếc xe của mình nhanh hơn một chút, sau đó thì sẽ lưu lại. Hoặc các bạn có thể đi vân. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở first line. Thank you.
Ok, rớt đi ba. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.